Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Trung tâm chăm sóc khách hàng Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức đối thoại, tư vấn, hỗ trợ giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với người lao động và người sử dụng lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hưng Yên đang có trên 253.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm trên 40% lực lượng lao động, gần 1.139.000 người tham gia bảo hiểm y tế. Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giới thiệu ý nghĩa, vai trò, lợi ích của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trách nhiệm của chủ sử dụng lao động cũng như quyền lợi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động trong khu vực doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân và bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động. Hệ lụy nếu người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần, lợi ích của ứng dụng VSSID, việc giải quyết các chế độ cho người lao động và những thay đổi trong chính sách có hiệu lực trong năm 2023. Giải thích với đại diện doanh nghiệp và người lao động về một số vấn đề phát sinh liên quan đến chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, thủ tục tăng giảm lao động, đối tượng và mức lương đóng bảo hiểm xã hội, cách tính lương hưu theo quy định mới, những vướng mắc trong giao dịch hồ sơ điện tử, lĩnh vực thu. Đề nghị các doanh nghiệp thường xuyên cung cấp, phản ánh thông tin về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, phản ánh những khó khăn vướng mắc về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại đơn vị để được hỗ trợ xử lý kịp thời, tạo thuận lợi tối đa cho người lao động và doanh nghiệp.